Alo. Trường Trung học cơ sở Chu Văn An thân chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta sang bài 32. Trước hết, chúng ta cần ôn lại các kiến thức. Thứ nhất là tính chất hóa học của phi kim. Các em quan sát sơ đồ 1. Phi kim có 3 tính chất hóa học cơ bản. Bây giờ các em sẽ tập viết phương trình hóa học với phi kim cụ thể là lưu huỳnh, tên mới là sulfur S. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu lại tính chất hóa học của một số phi kim cụ thể. Đầu tiên là tính chất hóa học của chlorine. Qua sơ đồ 2, chlorine có 4 tính chất hóa học cơ bản. Bây giờ các em sẽ ôn lại bằng cách viết phương trình hóa học biểu diễn các tính chất hóa học của chlorine nhé. Và lưu ý chlorine phải viết công thức là Cl2. Thì lưu ý là khi H2 tác dụng với Cl2 thì HCl này hình thành ở trạng thái khí nha. Tính chất mục 2 cho biết chlorine có tính chất của phi kim. Còn tính chất 3-4 là tính chất đặc trưng của chlorine. Các em chú ý, khi CO2 tác dụng với base NaOH, phản ứng 6, nó có thể tạo thành muối acid hoặc muối trung hòa với nước, hoặc là hỗn hợp cả hai muối và nước, và cả hai muối carbonate, muối bicarbonate hoặc muối carbonate trung hòa đều có thể tác dụng với acid để giải phóng khí CO2. Và chúng ta dựa vào đây để nhận biết các muối carbonate. Phần bản tuần hoàn các yếu tố hóa học, các em về tự xem lại nhé. Chúng ta có một số bài luyện tập sau. Bài thứ nhất, các em chọn đáp án nào? Giảm dần. Vậy đáp án là B. Bài tập 2. Bài này là xét tính phi kim. Vì vậy chúng ta sẽ sắp xếp như thế nào đây? F là phi kim mạnh nhất, sau đó tới O, tới N, tới P, tới S, chúng ta xếp ngược lại. AS, B, N, O, F. Bài tập 3. Các em chú ý là ở bây giờ chúng ta dùng công thức V khí bằng số mol khí nhân 24,79 để điều kiện chuẩn nha. Bài này đầu tiên chúng ta sẽ đổi cái thể tích khí ra số mol bằng công thức này. Lấy về chia cho 24,79 ra số mol, rồi viết phản ứng. NaOH tác dụng Cl2 nó sẽ tạo hai muối NaCl, NaClO và H2O. Nhớ công bằng phản ứng. Rồi thế số mol Cl2 vào, tìm số mol NaOH. Từ đó tìm thể tích của dung dịch NaOH. Nồng độ mol của các chất sau phản ứng là có hai chất NaCl với NaClO. Xem như thể tích dung dịch không thay đổi là bằng thể tích dung dịch NaOH lúc nãy mình tính ra. Rồi các em dùng công thức tính nồng độ mol, các em tính. Tạm biệt các em. Hẹn gặp các em ở những bài sau nhé.